Đức và Pháp ký một thỏa thuận hợp tác phát triển xe tăng thế hệ mới, bước đi mới trong việc tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai cường quốc châu Âu. Trong phần sau của chương trình hôm nay, hãy cùng chúng tôi gặp gỡ một chàng kỹ sư trẻ tại Venezuela, người được ví như một siêu anh hùng tái chế rác, giúp nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường. Nhiều vụ tấn công đốt phá đã xảy ra rạng sáng nay ở ba tỉnh biên giới cực nam của Thái Lan là Pattani, Yala và Narathiwat, khiến một phụ nữ thiệt mạng và nhiều cửa hàng thiết bị bị phá hoại. Theo cảnh sát địa phương, những kẻ tấn công đã nhắm mục tiêu vào các cửa hàng tiện lợi mở xuyên đêm, đe dọa các nhân viên trước khi phóng hỏa đốt phá cửa hàng. Những mục tiêu khác còn có các cửa hàng nội thất, cột phát sóng điện thoại. Tổng cộng có gần 40 địa điểm thuộc ba tỉnh nói trên bị tấn công. Lực lượng chức năng đã được điều động đến hiện trường để dập tắt các điểm cháy. Cảnh sát, quân đội và các cơ quan chức năng đã thiết lập các trạm kiểm soát đường bộ ở nhiều khu vực để khám xét các phương tiện khả nghi nhằm ngăn chặn nguy cơ tấn công tiếp diễn. Ít nhất 40 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong vụ tấn công tại một buổi biểu diễn ca nhạc tại Moscow, Nga. Bộ Ngoại giao nước này gọi đây là một cuộc tấn công khủng bố đẫm máu. Vụ tấn công xảy ra ngay trước giờ khai mạc đêm diễn của nhóm nhạc rock Nga Picnic, thu hút đông đảo khán giả và gây ra cháy lớn. Vụ việc được xếp hạng cao nhất về độ phức tạp. Bước đầu xác minh, một nhóm người đã lọt vào phòng hòa nhạc và dùng súng tự động nổ súng vào đám đông. Hiện công tác cứu nạn và hỗ trợ người bị thương tại hiện trường đang được tiến hành khẩn trương. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã tuyên bố đứng sau vụ tấn công tại Nga. Theo tuyên bố mà tổ chức này đăng trên Telegram thì những đối tượng tấn công tẩu thoát thành công. Sau vụ tấn công đẫm máu này thì Liên Hợp Quốc và Mỹ đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân. Liên minh châu Âu và một loạt các nước trong đó có Anh, Pháp, Italia, Venezuela, Colombia và Bolivia đã lên án vụ tấn công khủng bố tại Nga. Đức và Pháp ngày hôm nay đã ký một thỏa thuận mang tính đột phá về hợp tác phát triển xe tăng thế hệ mới mang tên Hệ thống chiến đấu chính trên bộ. Thỏa thuận được ký kết bao gồm một bản ghi nhớ phân chia các công việc giữa hai nước. Một văn bản chính thức khởi động giai đoạn phát triển đầu tiên dự kiến sẽ được ký kết tại Paris, Pháp vào ngày 26 tháng 4 tới. Đây là dự án công nghiệp vũ khí lớn thứ hai giữa Đức và Pháp, bên cạnh tham vọng chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo có tên FCAS. Mẫu xe tăng thế hệ mới được cho là sẽ thay thế cho các thế hệ hệ thống Leopard của Đức và Leclerc của Pháp. Phản ứng trước quyết định của Liên minh châu Âu về kế hoạch sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để tài trợ cho Ukraine, hôm qua người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố chính quyền Moscow sẽ thực thi các biện pháp trả đũa phù hợp với lợi ích của nước này, cũng như sử dụng mọi cơ chế pháp lý sẵn có nếu Liên minh châu EU sử dụng lợi nhuận từ tài sản đóng băng của Nga để mua vũ khí cho Ukraine. Theo ông Dmitry Peskov, những kế hoạch như vậy nếu được thực hiện sẽ hủy hoại danh tiếng của châu Âu. Bộ Ngoại giao Nga cũng cảnh báo là Moscow sẽ có hành động nhằm vào một danh sách đã được lập sẵn, các tài sản của phương Tây, nếu như tài sản của họ bị tịch thu. Trong lúc này, thì Bộ Quốc phòng của Nga cũng cho biết là nước này đã khởi động dây chuyền sản xuất hàng loạt FAB-3000, loại bom nặng tới 3 tấn. Truyền hình Nga cũng công bố hình ảnh Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thị sát nhà máy sản xuất bom đạn ở tỉnh Nizhny Novgorod, trong đó có những quả bom FAB-3000 đang được hoàn thiện. Đây là dòng bom thông thường nặng 3 tấn được Liên Xô phát triển sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Mỗi quả bom chứa 1.400 kg thuốc nổ mạnh, được thiết kế để phá hủy những cứ điểm kiên cố và cơ sở hạ tầng lớn của đối phương. Vụ nổ của bom này có thể xóa sổ mọi công trình trong bán kính 35 mét. Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng cho biết là sản lượng đạn pháo của nước này đã tăng gần 22 lần khi Moscow chạy đua tái vũ trang trong cuộc xung đột ở Ukraine. Australia hôm qua cho biết sẽ chi hàng tỷ đô la Mỹ cho các bến cảng, xưởng đóng tàu và nhà máy trong nước và ở Anh để sản xuất các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Đây là theo tinh thần Hiệp ước Hợp tác Tàu ngầm Hạt nhân giữa Australia, Mỹ và Anh, gọi tắt là AUKUS. Theo thỏa thuận AUKUS, thì Australia sẽ mua 5 tàu ngầm hạt nhân của Washington vào đầu những năm 2030, trước khi cùng đóng và vận hành một tàu lớp mới với Anh. Khi AUKUS được thực hiện, thì Australia sẽ trở thành quốc gia thứ 7 vận hành tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Australia cho biết tập đoàn BAE Systems của Anh đã được chọn để đóng các tàu ngầm ở Nam Australia với sự hợp tác của công ty đóng tàu nội địa ASC. Việc đóng tàu dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối thập kỷ này. Lực lượng Houthi ở Yemen vừa đưa ra đảm bảo với Trung Quốc và Nga rằng
tàu thuyền của hai nước này có thể đi qua Biển Đỏ và Vịnh Aden mà không bị tấn công. Hãng tin Bloomberg ngày hôm qua dẫn một số nguồn tin cho biết Trung Quốc và Nga đạt được thỏa thuận trên với lực lượng Houthi sau các cuộc đàm phán tại Oman giữa các nhà ngoại giao hai nước này với ông Mohammed Abdel Salam, một trong những nhân vật chính trị hàng đầu của lực lượng Houthi. Thỏa thuận trên được công bố trong bối cảnh tình hình bất ổn gia tăng trên Biển Đỏ khi lực lượng Houthi liên tục tấn công các tàu thương mại quốc tế ở khu vực này kể từ giữa tháng 11 năm ngoái. Các cuộc tấn công đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển toàn cầu, buộc các công ty phải thực hiện những chuyến đi dài hơn và tốn kém hơn quanh miền Nam châu Phi. Bộ Y tế Indonesia hôm nay cảnh báo số ca mắc sốt xuất huyết ở nước này đã tăng nhanh trong tháng 3 và cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Từ đầu tháng 3 đến nay, thì Indonesia ghi nhận 35.000 ca mắc sốt xuất huyết mới, trong đó có hơn 120 ca tử vong. Các yếu tố gồm tình trạng nóng lên toàn cầu, hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino đã ảnh hưởng đến Indonesia, làm gia tăng số ca sốt xuất huyết trong cộng đồng. Theo giới chức y tế nước này, thời tiết nắng nóng đã tạo điều kiện cho ấu trùng muỗi phát triển nhanh hơn và giảm thời gian muỗi trưởng thành, từ đó đẩy nhanh vòng đời của chúng. Số ca sốt xuất huyết được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng cho đến thời kỳ đỉnh điểm vào tháng 4 tới. Từ ngày mai, thì Australia sẽ bắt đầu thực thi các quy định thị thực chặt chẽ hơn đối với du học sinh. Quyết định được đưa ra sau khi số người di cư tại nước này đạt mức cao kỷ lục. Các yêu cầu về trình độ tiếng Anh đối với thị thực dành cho sinh viên đại học, học viên, nghiên cứu sinh bậc sau đại học cũng sẽ tăng lên. Chính phủ cũng có quyền chủ động đình chỉ việc tuyển sinh sinh viên quốc tế của các cơ sở giáo dục nếu họ liên tục vi phạm các quy tắc tuyển sinh. Lượng người nhập cư vào Australia đã tăng mạnh vào năm 2022 nhằm giúp các doanh nghiệp tuyển dụng đủ nhân viên để bù đắp tình trạng thiếu hụt lao động giai đoạn hậu đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, thì làn sóng này cũng làm tăng thêm các áp lực lên thị trường thuê nhà vốn đã khó khăn tại nước này. Công ty công nghệ y khoa Neuralink của tỷ phú Elon Musk vừa công bố một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực công nghệ não bộ khi bệnh nhân đầu tiên được cấy chip vào não đã có thể điều khiển máy tính bằng suy nghĩ và chơi cờ trên máy tính mà không cần hỗ trợ. Công ty đã phát sóng trực tiếp cảnh bệnh nhân Abbott, 29 tuổi, người đầu tiên được cấy chip não, đã chơi cờ vua trực tuyến liên tục trong suốt 8 giờ. Cảnh quay trực tiếp cho thấy bệnh nhân bị liệt từ vai trở xuống, đang chơi cờ trên máy tính xách tay và di chuyển con trỏ chỉ bằng suy nghĩ của mình. Dù công nghệ này thì vẫn còn đôi chỗ cần cải tiến thêm, nhưng mà bệnh nhân cho biết là đã thực sự thay đổi cuộc đời mình. Anh Abbott đã được cấy chip của Neuralink vào não hồi tháng 1 năm nay và đã được xuất viện chỉ một ngày sau khi mà không gặp bất kỳ vấn đề nào về nhận thức. Thưa quý vị, mỗi ngày có khoảng 28.000 tấn rác thải được thải ra ở Venezuela và chỉ khoảng 5% trong số này được tái chế. Nhằm nâng cao nhận thức cho các em nhỏ và người dân về bảo vệ môi trường, thì một chàng kỹ sư trẻ nước này đang bắt tay vào một sứ mệnh, đó là thúc đẩy tái chế rác trong cộng đồng. Một lớp học tiểu học ở thủ đô Caracas hôm nay đón một nhân vật đặc biệt, đó là một siêu anh hùng tái chế rác. Khoác trên mình bộ quần áo màu xanh pha đen và huy hiệu siêu nhân gắn trên ngực, siêu anh hùng đang cùng với các em học sinh chiến đấu chống lại kẻ thù, đó là rác. Kẻ thù mà chúng ta đang phải đối mặt hàng ngày, đó là rác. Chỉ nhờ có việc tái chế, chúng ta mới có thể tiêu diệt được chúng. Rác hiện diện ở khắp mọi nơi, ở sông ngòi, đại dương và nhiều nơi khác, gây ra thảm họa môi trường khủng khiếp, đe dọa đến sức khỏe con người. Đây chính là thông điệp mà chúng tôi muốn phản ánh trực tiếp đến các em nhỏ, những thế hệ tiếp theo. Chúng ta cần phải giáo dục cho các em việc cần thiết phải tái chế rác, cũng như giảm thiểu các tác động với môi trường từ rác. Thông qua các hoạt động tương tác với học sinh ở các trường học, siêu anh hùng tái chế đã gửi đi thông điệp về tầm quan trọng của việc tái chế rác và giảm thiểu rác thải. Ngoài ra, anh còn hướng dẫn các em cách xử lý rác cũng như thực hành lối sống bền vững. Trọng tâm ban đầu của chúng tôi là thông qua giáo dục để lan tỏa tới các em nhỏ ý thức về việc tái chế rác. Ngoài ra, chúng tôi cũng xây dựng một trung tâm tái chế rác, nơi mà mọi người đủ mọi lứa tuổi có thể hỗ trợ chúng tôi. Tại trung tâm, chúng tôi tiếp nhận khoảng 90% lượng rác có thể tái chế trong cộng đồng dân cư như giấy, bìa cứng, nhựa, nhôm, thủy tinh và nhiều các vật liệu khác. Ngoài việc đi tuyên truyền ở các trường học, những lúc rảnh rỗi, chàng kỹ sư trẻ này còn đi thu gom rác để tái chế. Hành động của anh đã thực sự lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường cho cộng đồng dân cư.
Tôi thương lượng tất cả mọi thứ rác có thể tái chế. Tôi rất tự hào về siêu anh hùng tái chế rác của chúng tôi. Anh ấy đã truyền cảm hứng về tái chế rác, bảo vệ môi trường cho chúng tôi. Thông qua các việc làm của mình, siêu anh hùng tái chế rác hy vọng sẽ giúp nâng dần tỷ lệ tái chế rác không chỉ ở cộng đồng dân cư của mình mà còn lan tỏa ra khắp cả nước. Thưa quý vị, đây là hình ảnh cánh tay robot đang được phát triển để dọn dẹp rác thải trong vũ trụ. Cánh tay robot này thì có thể sớm được đưa vào vũ trụ với một nhiệm vụ quan trọng là thu gom các vệ tinh cũ và các mảnh vụn không gian khác trôi nổi quanh quỹ đạo của trái đất. Thiết bị này được thiết kế để bám vào các vệ tinh không còn hoạt động và kéo chúng về phía bầu khí quyển trái đất để xử lý bằng lửa. Công ty phát triển thiết bị này cũng đang xem xét cách tiếp nhiên liệu cho các vệ tinh khi chúng vẫn ở trong không gian. Hiện tại thì khi một vệ tinh mà hết nhiên liệu thì nhiệm vụ của nó cũng kết thúc. Dự kiến robot đặc biệt này sẽ được đưa vào quỹ đạo vào cuối năm 2026, đầu năm 2027. Có thể loại bỏ virus HIV ra khỏi tế bào, thử nghiệm mới đây của các nhà khoa học đã được thực hiện thành công trong phòng thí nghiệm và bước tiến mới này thì mở ra hy vọng về phương pháp điều trị căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Sử dụng công cụ chỉnh sửa gen có tên là CRISPR, công cụ đã đạt giải Nobel vào năm 2020. Các nhà khoa học tại trường Đại học Amsterdam của Hà Lan có thể nhắm mục tiêu vào ADN của HIV, loại bỏ mọi dấu vết của virus khỏi các tế bào bị nhiễm bệnh. Công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR hoạt động cơ bản như là một chiếc kéo. Nó có thể cắt ADN ở một số điểm nhất định, cho phép loại bỏ các gen không mong muốn hoặc là đưa vật liệu di truyền mới vào tế bào. Hiện nay thì các loại thuốc điều trị HIV có thể ngăn chặn thế nhưng không thể loại bỏ được virus hoàn toàn. Các tác giả nghiên cứu cho biết mục đích của họ là cố gắng tạo ra một phương pháp an toàn để có thể điều trị căn bệnh thế kỷ này. Và cũng sử dụng công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR, Bệnh viện Đa khoa Massachusetts của Mỹ cho biết là đã thực hiện thành công ca ghép thận lợn biến đổi gen đầu tiên trên thế giới cho bệnh nhân bị suy thận giai đoạn cuối. Ca phẫu thuật diễn ra trong 4 giờ đồng hồ hôm 16 tháng 3 vừa qua. Bệnh nhân là nam giới 62 tuổi, sống tại bang Massachusetts. Bệnh viện cho biết là hiện ông đang phục hồi tốt và dự kiến có thể sớm xuất viện. Thận lợn cấy ghép cho bệnh nhân đã được chỉnh sửa gen bằng công nghệ CRISPR để loại bỏ các gen có hại ở lợn và bổ sung các loại gen nhất định của người để cải thiện khả năng tương thích sau khi cấy ghép vào cơ thể người. Một thiết bị nghiên cứu của nhóm các nhà nghiên cứu New Zealand dự kiến được phóng lên trạm vũ trụ quốc tế ISS trong ngày hôm nay ngày 22 tháng 3, cho phép nghiên cứu hoạt động của protein trong môi trường vi trọng lực trên vũ trụ. Những kết quả nghiên cứu từ thiết bị này được kỳ vọng là sẽ giúp quá trình nghiên cứu và chế tạo các loại dược phẩm và vaccine mới hiệu quả hơn. Đây được xem là một thành tựu đáng chú ý trong việc đưa các công nghệ vũ trụ ứng dụng vào đổi mới sáng tạo trên trái đất hiện nay. Có những người bị mắc chứng rối loạn giọng nói đang có cơ hội có thể giao tiếp bình thường mà không cần phải phẫu thuật hay là sử dụng thiết bị cầm tay, tất cả chỉ với một miếng dán ở cổ. Miếng dán này được một nhóm các nhà khoa học tại Mỹ nghiên cứu sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để thu thập và biến đổi, chuyển động của các cơ cổ họng trở thành tín hiệu giọng nói và truyền tới loa. Quá trình thử nghiệm đã cho thấy hiệu quả lên tới 95% và còn có thể khôi phục được giọng nói ở cả những người bị tổn thương dây thanh quản. Miếng dán này có khối lượng chỉ khoảng 7 gram và hoạt động nhờ vào năng lượng từ chuyển động của cổ họng. Từ ngày mai ngày 23 tháng 3, các quy định về thị thực với du học sinh tới Australia sẽ được thắt chặt trong bối cảnh số lượng nhập cư tại nước này đang tăng cao sau đại dịch COVID-19. Một số quy định được siết chặt bao gồm tăng tiêu chuẩn về tiếng Anh với du học sinh đại học và sau đại học, hay có thêm bài kiểm tra nhằm ngăn chặn tình trạng du học sinh tới nước này không học tập mà chỉ muốn đi làm. Chính phủ cũng sẽ có quyền đình chỉ việc nhận du học sinh quốc tế của các trường thường xuyên xảy ra vi phạm. Những quy định này được đưa ra trong bối cảnh Australia ghi nhận số lượng người nhập cư dòng tăng tới 60% lên mức cao kỷ lục gần 550.000 người trong năm ngoái, gây áp lực lớn tới cơ sở hạ tầng, đặc biệt là nhà ở tại nước này. Khi nói đến môi trường làm việc của các nhà khoa học, người ta sẽ thường nghĩ đến những phòng thí nghiệm công nghệ cao. Thế nhưng quý vị có bao giờ tưởng tượng đến một môi trường làm việc dưới biển cho phép các nhà khoa học tập trung toàn thời gian nghiên cứu môi trường đại dương chưa ạ? Hãy cùng chúng tôi chiêm ngưỡng mô hình này, dự báo là có thể bước ra ngoài đời thực trong tương lai không xa. Nhìn thoáng qua, đây giống như cảnh quay từ một bộ phim khoa học viễn tưởng. Thế nhưng trong tương lai gần, mô hình khu làm việc dưới biển in 3D dành cho các nhà khoa học hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.
Môi trường sống này cho phép con người sống thoải mái ở độ sâu lên tới 200 mét trong tối đa 28 ngày một lần. Bằng cách này, các nhà khoa học có thể tiết kiệm thời gian hiệu quả, sống dưới nước trong một thời gian nhất định để nghiên cứu, thay cho mỗi chuyến lặn thám hiểm như thông thường. Chúng tôi đang cố gắng nâng cao khả năng hoạt động dưới biển của con người. Với môi trường sống này, các nhà khoa học có thể tiết kiệm thời gian và nâng cao năng suất cho khoa học. Các hoạt động nghiên cứu cũng diễn ra trôi chảy và an toàn hơn. Hệ thống này được thiết kế theo mô đun lắp ghép, với chiều rộng 6,2 m và chiều dài 17 m. Mỗi mô đun sẽ được in 3D bởi 6 robot. Không gian đủ cho mỗi đội 6 người ở luân phiên, mỗi người có phòng ngủ riêng. Mọi người đều tập trung vào việc du hành vũ trụ, nhưng thế giới đại dương vẫn chưa được khám phá hết. Con người hoặc robot còn chưa biết đến 40-50% vùng đáy biển cùng hệ thống đa dạng sinh học dưới đó. Chúng tôi muốn tạo ra một bước nhảy vọt, một không gian sống có quy mô lớn hơn, ở độ sâu sâu hơn, dù không có bốn mùa, nhưng chắc chắn là thoải mái để phục vụ cho công tác nghiên cứu đại dương. Với mô hình khu làm việc dưới biển này, các nhà khoa học hy vọng sẽ có một nơi nghiên cứu công nghệ cao để tìm hiểu những vấn đề cấp bách nhất mà nhân loại phải đối mặt, bao gồm biến đổi khí hậu và mất đa dạng sinh học. Ngôi sao ở giải bóng rổ nhà nghề của Mỹ khiến người hâm mộ mãn nhãn với những trận cầu hay và những tình huống ghi điểm đầy ấn tượng trên sân. Nhưng cổ động viên cũng có cách minh chứng thử thách trên sân của riêng họ, từ đó để dành cho mình khoản tiền thưởng hậu hĩnh. Vườn hoa tulip lớn nhất thế giới bắt đầu mở cửa chào đón khách tham quan tại thành phố Leeds, miền Tây của Hà Lan. Và đây đã là năm thứ 75 khu vườn này mở cửa đón tiếp hàng trăm nghìn khách đến ngắm hàng triệu bông hoa tulip khoe sắc. Vườn hoa Keukenhof ở tây nam của thủ đô Amsterdam, trái tim của xứ sở hoa tulip rộng hơn 30 hecta với hàng triệu bông tulip khoe đủ màu sắc cùng với một số loài hoa khác. Khu vườn là địa điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng với 1,4 triệu lượt khách đến tham quan vào năm ngoái. Và đây cũng là hai trong số những địa điểm mà được chụp hình nhiều nhất trên thế giới. Vườn hoa này hình thành từ năm 1949 khi mà một nhóm các nhà trồng và xuất khẩu hoa mở khu vườn này như một địa điểm để quảng bá sản phẩm. Và cùng với các du khách đến từ hơn 100 quốc gia thì khu vườn cũng từng tiếp đón những thành viên các hoàng gia một số nước châu Âu. Năm nay thiên đường tulip sẽ mở cửa đến ngày 12 tháng 5. Không tìm đến những điểm du lịch đông khách mà chọn tìm tới những nơi cắm trại hoang vắng trên sa mạc để được hòa mình vào thiên nhiên, cảm nhận cuộc sống yên bình là xu hướng du lịch đang lên ngôi trong thời gian gần đây ở Iraq. Và loại hình du lịch này thì đặc biệt thu hút giới trẻ của nước này tham gia, bởi nó cho họ cảm giác là được tận hưởng nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn về các cảnh quan hùng vĩ và rộng lớn trên sa mạc của quê hương mình. Trên một vùng sa mạc khô cằn ở tỉnh Al-Mutana, đông nam Iraq, anh Hussein El-Jazari và các bạn đang chuẩn bị lều trại, thức ăn, nước uống và các trò chơi dân gian của Iraq trong một đêm cắm trại đầy hào hứng trên sa mạc. Đây là một kỷ niệm tuyệt vời và đáng nhớ. Tôi nghĩ mọi người nên dành thời gian để rời khỏi những khu đô thị sầm uất, đến một nơi yên tĩnh và xinh đẹp cùng bạn bè. Khi đó, ta có thể cảm nhận được vẻ đẹp của những nơi như thế này. Để chuẩn bị cho chuyến đi, anh Hussein và những người bạn của mình đã phải lên kế hoạch và thông báo với chính quyền địa phương. Chúng tôi đã liên hệ với các cơ quan cụ thể. Nếu muốn đi một khu vực nào đó để yêu cầu kiểm tra an ninh, hầu hết khu vực sa mạc ở Basra, Samawa hoặc Nasiriya thì không cần. Nhưng ở vùng Amara hoặc Tip thì cần, vì đó là những khu vực an ninh khép kín. Du khách muốn đến thì cần phải thông báo với cơ quan địa phương. Nguyên nhân là một số khu vực vẫn còn ảnh hưởng bởi tàn tích của các cuộc chiến tranh ngày xưa như bom mìn. Anh Hussein cùng bạn bè tập trung trò chuyện bên đống lửa trại, ca hát và chơi trò backgammon, một trong những môn cờ lâu đời nhất trên thế giới, phổ biến ở nhiều nơi tại Trung Đông. Tình yêu sa mạc là tình yêu cho sự cô lập, tình yêu thoát khỏi tiếng ồn và ô nhiễm. Đó là một nơi bạn sẽ phải tự tay làm mọi thứ mà không có sự hỗ trợ của công nghệ. Vì vậy, bạn phải chuẩn bị tâm lý cũng như thiết bị thiết yếu. Sa mạc của Iraq có thể nóng tới đến 50 độ C vào mùa hè. Vì lẽ đó, xu hướng du lịch cắm trại trên sa mạc thường chỉ phổ biến vào mùa đông và mùa xuân. Loại hình du lịch độc đáo này được kỳ vọng không chỉ giúp ngành du lịch nội địa của Iraq hồi sinh, mà còn có thể thu hút du khách quốc tế trong thời gian tới.